Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện cơ quan ban ngành trung ương, địa phương các tỉnh khu vực miền Trung, các chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng, chuyên gia bất động sản cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác bất động sản hội thảo nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp bất động sản có điều kiện kết nối với khách hàng tiềm năng cung cấp các kênh thông tin hữu ích cũng như định hướng giúp các nhà đầu tư thứ cấp doanh nghiệp các cá nhân và giới truyền thông có cái nhìn toàn diện hơn về đầu tư bất động sản tại đà nẵng tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá lại thực trạng phát triển của bất động sản khu vực miền trung trong thời gian qua phân tích nhận định thị trường hiện tại từ đó đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản khu vực này phát triển bền vững trong tương lai